Cô chào các con. Chào mừng các con đến với chuyên đề cảm thụ văn học. Cảm thụ văn học không phải là tên gọi của một môn học mà có trong sách giáo khoa của các con. Nhưng trong mỗi một bài dạy của các văn môn tiếng Việt đều có một phần nhỏ của phần cảm thụ văn học. Sau này các con sẽ học tiếp và con sẽ thấy giá trị của cảm thụ văn học. Vì thế, bước đầu với làm quen cảm thụ văn học thực sự sẽ làm tươi mới cho tâm hồn các con và giúp các con cảm nhận được cái đẹp, cái hay, cái thú vị của cuộc sống cũng như trong trang sách. Vậy cảm thụ văn học là gì? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu với chuyên đề cảm thụ văn học mà Tuliha cung cấp cho các con phần kiến thức này. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm đầu tiên. Thế nào là cảm thụ văn học? Cảm thụ văn học đơn giản đó chính là việc con phát hiện và cảm nhận. Cảm thụ văn học chính là con phát hiện ra, con cảm nhận được. Thế con phát hiện cái gì và con cảm nhận được cái gì? Đó chính là cái hay, cái đẹp của văn học. Vậy cái hay là gì? Cái hay đó chính là hay về nội dung. Đẹp chính là nét đẹp trong nghệ thuật.